Và một nhạc phẩm tiếp theo đây, Karen xin được phép mời trở lại đây tiếng hát của một người em thân thương, nữ ca sĩ Huyền Vy. Hôm qua tập có dặn để cái ghế để cho ông bé đứng lên, mà ông mãi để hết trơn. Em mà bằng chị thì chị không có cửa đứng gần em. May ghê. Ngày xưa em ngoan lắm ạ. Dạ lúc 16, 17 tuổi em ngoan lắm á. Xong thì sau này mọi người bảo em như con yêu quái. Giờ đó em bảo lý do là do đó em bước vào đời em gặp chị Văn Anh đầu tiên. Dạ. Phải không chú ơi? Cô chú đúng không? Ngày xưa con như một con thiên thần vậy. Bây giờ con như thiên lô vậy đó. Chắc lý do là mình biết vậy cô chú đi. Vậy thôi, vì hôm nay chúng ta sẽ hát một nhạc phẩm. Hát xong nay là không chị không em gì nữa. Bài hát được mang tên Trả Nợ Tình Xa. Dốc hết tình này ta trả nợ đây. Dốc hết tình này ta trả trả hết tình tôi còn nợ không thôi. Mắt đã mù loà vì nợ tình xa, tóc trắng bạc màu vì nợ yêu nhau. Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau. Thank you.
hồi kết chứ. Xin cảm ơn quý vị, cùng xin cảm ơn chị về ôm chị một cái. Vâng ạ, và xin cảm ơn quý vị một lần nữa, xin cảm ơn rất nhiều ạ.